một cái nhân vật sau đây, hạng đức ăn cho ba bác Hồ. Bạn thì nào trong ba chị Tiến? Bạn Bảo Mang, bạn Lê Đăng và bạn Lê Khoa trong ba các con của chị Tiến. Bạn Nhật Tâm trong ba Thiên Hóa Sạ. Bạn Anh Hôn trong ba Cổ Trụ Cổ Dân Phố. Bạn Con Ơi đây nè. Bạn Thiên An trong ba Người Dân. Bạn Giao Huy và bạn Thanh Thuyến trong ba Trẻ Con Hàng Xóm. Bạn Ngọc Ngân trong ba Quần Chúng. Yeah.
Dạ thưa bác, đây là nhà chị Tím. Đây đúng là nhà chị Tím. Dạ đúng ạ. Chú chuẩn bị quà tới cho gia đình chị ấy chưa? Dạ thưa bác, cháu đã chuẩn bị đủ quà rồi ạ. Dạ thưa bác, cháu xin trình bày hoàn cảnh này là chị Tím. Cô ơi, cứ vào sớm tụi ta sẽ được nói chuyện nhiều. Mai này, bác cháu coi. Thống nhất nha. Trước ra mời chị Tím để gia đình họ vào đón Tết. Dạ vâng. Cháu mời bác vào ạ. Ông chào các cháu. Cháu hỏi này, bố mẹ đi đâu mà chỉ có ba chị em ở nhà vậy? Dạ chúng cháu không có bố. Ừ phải, nhà mình có bố mà. Mọi người bảo bố mình chết rồi. Thì bố chết rồi, nhưng khi nào bố hết chết thì bố sẽ về mẹ bảo thế mà. Đúng rồi em ạ. Nhưng
Những việc làm và hành động nhỏ nhặt nhất.